Rồi, chào anh em nha. Sáng nay làm cái clip nhận định thị trường đầu ngày cho mọi người. Hôm qua BGC có một cái nhịp điều chỉnh khá là sâu. À, đây. Hôm qua mình có báo với anh em là cẩn thận nó sẽ quay và nó test cái EMA 200 và nó rút chân lên. Hiện tại ở vùng giá này thì BGC cá nhân mình thì mình vẫn sẽ buy X10 lên. Tại vì sao? X10, X20 thôi. Tại vì á, cái lệnh chờ hôm qua mình cho anh em chờ là ngay chỗ này là đã khớp định đây nè. Hôm qua đánh có đánh hai đầu, đêm qua hơi thức khuya một chút. Hôm qua con thức khuya coi co đón một người bạn ở nước ngoài về, hôm qua đánh hai đầu đây, nó nói là ở đây sell xuống, ở vùng này sell xuống, sau đó bay ra chờ bay ở đây và bà giật lên. Và sáng nay các bạn thấy là còn hai lệnh lệnh sell nè. Đây, lệnh sale gây ăn 61%, đánh một lệnh 1.000 mấy á, 1.008 mấy nè. Lệnh sale 61% là 600 mấy đô, ít 40, ít lớn. Sale xuống. À. Rồi, và chờ bay, lệnh chờ bay. Lệnh chờ bay ăn tiếp 68%, giật lên lại ăn tiếp 68%. TRB, một lệnh TRB ít 3. Ít 3. Rồi. Và đặc biệt hôm nay á, bữa nay thì bắt đầu cái chương trình giải của tháng của bên cộng ít đã chạy rồi. Hôm qua chúng ta có hai lệnh đánh ăn hai lệnh, chúng ta lên đến 95%, tỷ lệ rất là cao. Và hiện tại nhóm chúng ta đang đang dẫn đầu về cái số lượng member nữa, à, tổng volume nữa. Các giải thưởng này sẽ chia đều đến cho các bên bên sàn, họ sẽ không có phải chia đều cho các cái mem top. Tôi không biết là đợt này top 200 300 gì đó của nhóm chúng ta như thế nào, họ sẽ chia đều top 200 hay 300 gì đó chưa biết, để tôi hỏi lại. Nhưng bữa nay bắt đầu là chạy. Đồng thời bữa nay tôi cũng bên channel bên thi giải, bữa nay tôi sẽ quay lại tôi kèm bên anh em bên member thi giải. Bữa nay thứ ba tối nay 20:30 có một cái buổi về vĩ mô, và tôi cũng sẽ kèm luôn về cái chiến thuật đánh để ít hai tài khoản lại, kèm là cái plan ít hai tài khoản cho anh em bên member thi giải. Cho nên có nay zoom thì sẽ zoom bên anh em bên member thi giải ha, và cả bên channel vĩ mô cho các bạn vào các bạn nghe. Ok ha. Rồi, nhận định BGC hôm nay, BGC hôm nay hiện giờ cái nhịp này thì tôi vẫn 3x10 lên ha. Tại vì sao mà không biết lớn, x10 x20 là rủi ro luôn á. Bởi vì với cái nhịp D1 này các bạn, nó mà quay lại nó cắt chỗ này là khả năng rất cao là nó chưa lên được đâu, nó sẽ quay lại nó cắt cái chỗ EMA 200 này nữa. Vậy thì nếu mà với cái giá 60.800 mà nó quay lại 58.400 là X20 đã đi hơn 2.000 giá đó các bạn. Nó đi hơn 2.000, nó đi 2.400 giá. Thì lúc đấy X20 nhiều khi chết đấy, không đùa đâu. Cho nên sẽ có những cái chiến thuật như sau. Nếu chúng ta tham, chúng ta đánh X20 thì chúng ta phải set up SL maximum 30% hoặc là 50%. Thà chúng ta chạm SL, chúng ta ngưng, chúng ta chờ ở cái vùng này chúng ta buy lại. Dùng 50% đó buy lại X20. Nếu chúng ta muốn đánh đầu 7X20. Còn không á, chúng ta sẽ đánh X10, và cả hai cái đó chúng ta đều chia ra khoảng 3 lệnh, 2 lệnh, 3 lệnh. Chúng ta bắt dừng. Khá con TRB nó ngon hơn, con TRB nó ngon hơn. Và X3 là TRB ở vùng này đi, giá này ok, hoặc là giá dưới 100 là X3. X3 chờ lâu, ăn lâu dài luôn ha, không cần đánh nhiều ha. Cái plan thi giải của ngày hôm nay là cho các anh em tập trung vô đánh con TRB và BGC X3. X3, TRB X3, BGC tăng X10, X20, bắt dần cái nhịp hồi lên này của đó ha. Hiện tại giá này khá ok rồi, giá này khá ok rồi, khó mà sập hơn được nữa ha. Phải lên nó hồi lên, xem bao nhiêu phần trăm so với cái nhịp này là các bạn. Đo Fibonacci xem nó hồi lên bao được bao nhiêu phần trăm so với cái nhịp này thì chúng ta mới biết được là cái khả năng nó hồi lên mạnh hay là nó sẽ rớt xuống lại tiếp nữa. Đó, đó là theo nguyên tắc của lý thuyết đó, cấu trúc thị trường và Fibonacci ha. Rồi, ok. Hôm nay thị trường nó cũng đơn giản thôi, ngắn ngắn không, và một điều nữa bên chim tân học thì hôm nay chứng khoán rất là yếu, rất là kém à. Vừa rồi chim tân có phát hiện ra một cái cực kỳ thú vị nữa, đó là có những cái ngày dương, nhưng nếu như mà chạc á, những cái ngày dương thì nó sẽ khai hiện thanh khoản rất là lớn, thanh khoản rất ốc. Nhưng nếu như mà chạc nó đang là một cái đà giảm á, thì vô tình cái dương đó nó sẽ chảy vào cái xu hướng giảm, cho nên nó sẽ giảm rất là mạnh. Cho nên vì sao tôi nói một cái hệ thống giao dịch nó cần tối thiểu là 18 tháng là như vậy. 18 tháng ở đây là để chúng ta chiêm nghiệm nó,
nhiều khi mới ra chúng ta cứ nghĩ nó ok đấy, nhưng không đâu, chúng ta phải chiêm nghiệm nó là như vậy. Đến bây giờ cái giải chiêm tinh chưa được 12 tháng, chưa được 12 tháng nên chúng ta sẽ vẫn còn chiêm chiêm nghiệm nhiều và đúc kết nhiều, dự kiến dần dần sẽ hoàn thiện nó và sẽ có cái cách nhìn nó chính xác hơn à, cho các anh em à. Nhưng nhìn chung bữa nay giải chiêm tinh thì thanh khoản nó yếu đấy, thị trường nó sẽ không lên mạnh mẽ đâu à. Chú ý một số con altcoin ở đoạn này, altcoin sẽ lên đấy các bạn, altcoin sẽ lên và bắt đầu sẽ lên cái bãi sale và chạy lại cái plan X2 tài khoản bên cho em, bên cho member anh em bên channel bên thi giải, để họ chạy họ đua cái chỉ số luôn, nhận giải thưởng luôn vậy ha. Ok nha, bye các anh em nha.